Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có những cái ngày nghỉ cuối tuần thật là vui vẻ và hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn, thì hôm nay thì cũng là ngày thứ bảy, là ngày cuối tuần rồi, mà ô tô 360 của chúng tôi vừa mới mua về được một cái sản phẩm rất là mới. Đây, trước máy quay của chúng tôi đây. Mời quý vị và các bạn cùng xem ạ. Hôm nay thì ô tô 360 của chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một sản phẩm mà ô tô 360 của chúng tôi vừa mới mua về. Mặc dù thời tiết hôm nay rất là nắng nóng, đây quý vị và các bạn có thể thấy là nhiệt độ ngoài trời rất là nắng nóng, và tôi cũng phải ra đây để giới thiệu cho quý vị và các bạn, mượn tạm cái mũ này để đội vào cho đỡ nóng cái đã, để giới thiệu cho quý vị và các bạn cùng xem. Trước máy quay của chúng tôi ngày hôm nay đó là chiếc xe Mercedes-Benz GLK 220, chiếc xe được sản xuất năm 2013, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội và đã chạy được 76,000 km rồi. Phiên bản GLK 220 tức là cái phiên bản động cơ 2.2 và là động cơ diesel đấy, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu. Và cái chiếc xe Mercedes GLK này nó ở cái phân khúc xe sang rồi, cho nên là không giới thiệu cho quý vị và các bạn nhiều nữa. Thì quý vị và các bạn có thể biết được là cái phân khúc xe sang này thì option cũng là tương đối rất nhiều rồi. Option này hệ rồi thiết bị an toàn, đồ chơi giải trí, tất cả các thứ là nó rất là nhiều rồi, đồ chơi rất là nhiều rồi. Mà chúng tôi ở đây chỉ việc giới thiệu cho quý vị và các bạn xem về cái tiêu chuẩn chất lượng về cái xe cũ sau 7 năm sử dụng nó còn được như thế nào hay thôi. Thì chiếc xe này thì còn rất là đẹp ạ, chạy 76,000 km. Và chiếc xe này chúng tôi cam kết là không tai nạn, không đâm đụng, không ngập nước, tất cả còn nguyên bản ạ, máy móc còn nguyên bản, tất cả còn rất là đẹp đấy ạ. Quý vị và các bạn cùng xem. Lát nữa thì tôi sẽ quay chi tiết cho quý vị và các bạn cùng xem là từ ngoại thất này cho đến nội thất này, máy móc này, tất cả nó còn đẹp, còn nguyên bản như thế nào. Thì sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng xem về chiếc xe Mercedes GLK 220 này ạ, động cơ diesel ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi ạ. Và nếu như quý vị và các bạn quan tâm đến chiếc xe Mercedes GLK 220 này thì xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 của chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là hơn 800 triệu đồng thôi. Chỉ hơn 800 triệu đồng thì quý vị và các bạn đã được sở hữu ngay một chiếc xe Mercedes-Benz GLK 220 này ạ. Số tự động và động cơ diesel đi cực kỳ kinh tế, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu đấy ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều ạ. Sau đây tôi sẽ không dài dòng nữa, tôi sẽ đi vào vấn đề trực tiếp ngay bây giờ, là chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn ngay và luôn chiếc xe Mercedes GLK 220 này ạ. Mời quý vị và các bạn. Thưa với quý vị và các bạn, dưới thời tiết hôm nay thì cũng phải trên 40 độ C rồi đấy ạ. Thời tiết cũng phải trên 40 độ C. Nhưng mà chúng tôi cũng sẽ cố gắng là đem đến cho quý vị và các bạn hình ảnh tốt nhất để cho quý vị và các bạn cùng xem. Để như quý vị và các bạn có thể ngồi ở nhà, quý vị và các bạn xem trên màn ảnh của quý vị và các bạn có thể tự đánh giá được cái chất lượng của chiếc xe này nó còn mới và còn đẹp như thế nào ạ. Chúng tôi cam kết chiếc xe này là chúng tôi đang bán ra là cam kết là không đâm đụng, không tai nạn, không ngập nước, tất cả máy móc còn nguyên bản và còn rất là đẹp ạ. Sau đây thì tôi sẽ quay chi tiết từ cái phần ngoại thất cho quý vị và các bạn cùng xem. Đây là cái phần ngoại thất mà tôi quay cho quý vị và các bạn cùng xem để quý vị và các bạn có thể thấy được ạ. Tất cả cái nước sơn của nó còn rất là đẹp ạ. Vì đây là cái dòng xe sang, nó thuộc cái phân khúc xe sang cho nên là chủ xe đi rất là giữ gìn cẩn thận nên nó còn đẹp lắm đấy ạ. Quý vị và các bạn có thể xem đấy, tôi quay sát lại cho quý vị và các bạn cùng xem đây ạ. Đây là cái phần đầu của xe, phần ba là sốc trước của xe, tất cả nó còn nguyên bản và nó còn rất là đẹp ạ. Cũng đã Mercedes cũng đã trang bị cho chiếc GLK 220 này là cái đèn LED rồi ạ. Đèn LED, đèn daylight ban ngày và cặp đèn gầm là đèn bi rất là đẹp ạ. Đèn pha cũng là đèn bi. Đây là cái cặp đèn pha của xe cũng đã được trang bị đèn pha bi xenon và đèn LED này, rửa đèn pha cũng đã được trang bị hết rồi ạ. Tất cả cũng đã được tích hợp lên hết cái ba đời sốc trước này của xe rồi ạ. Rất là đẹp và rất là khỏe khoắn và nam tính ạ. Tất cả về cái phần sơn, phần thân vỏ của xe này thì còn đang rất là đều và đẹp. Nền còn rất là căng ạ. Điều này là chứng tỏ là chiếc xe chưa có bị đâm đụng hay là chưa va chạm gì cả. Tất cả nó mới còn được đẹp và mới như thế này ạ. Đây là cái phần ba đờ sốc sau của xe. Phần ba đờ sốc sau của xe cũng giống như phần ba đờ sốc trước, tất cả còn rất là mới, rất là đẹp ạ.
Chúng tôi cam kết chiếc xe này là không tai nạn, không gặp nước, tất cả máy móc còn nguyên bản và còn rất là đẹp ạ. Quý vị các bạn xem qua màn ảnh thì quý vị các bạn có thể thấy được cái chất lượng của nó còn như thế nào rồi đấy. Tôi quay rất là chi tiết ạ. Tất cả về cái phần ba giảm sốc trước này còn rất là mới, rất là đẹp, chưa có dấu hiệu của sự đâm đụng hay là va chạm. Cũng tương tự như ba giảm sốc trước thì ba giảm sốc sau cũng vậy. Xe cũng đã được trang bị lên rất là nhiều option rồi, camera lùi, cảm biến trước, tức là cảm biến quanh xe đấy ạ. GLK 220 CDI này, phiên bản 2.2 máy dầu đấy ạ. Xe cũng đã được trang bị lên thanh nóc, gọi là giá nóc đấy, giá nóc thể thao, nhìn rất là khỏe khoắn cho một chiếc xe Mercedes GLK, đặc trưng của dòng Mercedes-Benz, rất là thể thao, rất là nam tính. Lốp của xe thì còn rất là dày ạ. Đây, tôi sẽ quay chi tiết và sát lại cho quý vị và các bạn cùng xem về cái phần lốp của xe. Với cái dàn lốp này thì quý vị và các bạn có thể yên tâm chạy được khoảng 3 vạn km nữa mới phải thay lốp cơ. Tất cả còn rất là mới, rất là đẹp ạ. Đây là cái phần bậc cửa của xe, bậc lên xuống của xe cũng còn rất là đẹp ạ, chưa có xước sát gì cả đâu, tất cả còn rất là mới ạ. Đây là cái phần lốp sau cũng giống như vậy thôi, cả dàn lốp này còn rất là mới, rất là đẹp ạ. Nếu như quý vị và các bạn mua về thì cũng phải chạy khoảng 3 vạn nữa thì không phải suy nghĩ gì cả. Xi nhan cũng được tích hợp lên cái gương chiếu hậu gập điện đây, gương chiếu hậu gập điện và có tích hợp xi nhan, tức là báo rẽ trên gương, và có cả cảnh báo vượt nữa. Đây là cái cặp đèn hậu của xe. Đây là cái bộ đèn hậu của xe, tất cả còn rất là mới, rất là sáng, chưa có dấu hiệu của sự xước sát hay nứt vỡ gì cả. Điều này chứng tỏ là chiếc xe chưa bị đâm đụng mà tất cả còn nguyên bản đấy ạ, chứ chưa phải là thay đâu. Xe cũng đã được trang bị lên là cốp điện rồi đấy ạ. Đây là đóng mở cốp bằng chìa khóa. Rất là đẹp ạ. Thao tác đóng mở cốp chỉ bằng nút bấm ở trên chìa khóa đây rồi ạ. Rất là hiện đại cho một chiếc xe sang. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nhau tiến vào cái khoang nội thất để tìm hiểu về chiếc xe Mercedes GLK 220/2013 này. Đầu tiên thì cũng đi qua cái cánh cửa lái này, tôi cũng quay và giới thiệu cho quý vị và các bạn cùng xem về cái cánh cửa lái này. Keo chỉ thì chúng tôi cam kết rồi, tất cả là không đâm đụng, không tai nạn, thì đương nhiên là cái keo chỉ nó còn nguyên bản ạ. Và đây là cái phần táp bi cửa. Xe cũng đã được trang bị là ghế da và hệ thống ghế là toàn bộ là điều chỉnh bằng điện ạ. Điều chỉnh bằng điện, kể cả là cái nút tựa cũng điều chỉnh bằng điện hết đấy ạ. Tất cả điều chỉnh bằng điện và nhớ ghế 3 vị trí. Đây là nhớ ghế 3 vị trí đấy ạ. Và đây là cái phần cụm điều khiển gương kính, gương gập điện đây rồi ạ. Gương gập điện ạ. Đây, tất cả bước vào cái phần từ đến cái bậc cửa ta cũng đã thấy toát lên cái độ sang trọng của chiếc xe rồi ạ. Tất cả là cũng rất là mới, rất là đẹp ạ. Cửa gió điều hòa, xe cũng đã được trang bị lên cái phần cửa gió điều hòa, nhìn là rất là sang trọng, rất đẳng cấp của Mercedes ạ. Vô lăng thì bằng da thật, da xịn đấy ạ. Nội thất da cao cấp đấy ạ, tôi quay cho quý vị và các bạn cùng xem chi tiết. Cũng giống như cái cánh cửa trước bên lái thì cái cánh cửa sau bên lái cũng như vậy ạ. Tất cả keo chỉ là còn nguyên bản hết ạ. Chưa có đâm đụng hay là chưa va chạm gì cả, cho nên là cái keo chỉ này nó còn nguyên bản hết. Táp bi thì rất là đẹp ạ. Táp bi cửa rất là đẹp. Hàng ghế này, đây. Ghế lái này, ghế phụ này. Tất cả từ cái tựa gối này cũng được lên xuống bằng điện hết ạ, chứ không phải dùng tay tí nào đâu. Đúng là một cái xe sang có khác, vừa hiện đại mà vừa thiết kế rất là đẹp, sang trọng, lịch sự. Và xe cũng đã được trang bị cái cửa gió cho người ngồi phía sau, cửa gió cho hàng ghế sau đấy ạ. Ngồi đằng sau này cũng rất là mát và chỉ cần lên xe cái là mát luôn, chứ không phải chờ thời gian sau thì nó mới mát. Tất cả lên xe cái là bật điều hòa cái là mát đều cả hàng ghế trước, hàng ghế sau luôn ạ. Và cái nội thất này, quý vị các bạn cùng xem, tôi quay sát cho quý vị các bạn cùng xem đây ạ. Cái phần ghế sau này cũng rất ít người ngồi, cho nên là ghế nó còn rất là đẹp, rất là căng, chưa có xước sát gì cả đấy. Tôi quay sát lại cho quý vị các bạn cùng xem. Rất là đẹp ạ. Đây là cái phần cốp sau của chiếc xe. Xe cũng đã được trang bị cốp sau là cốp điện đây rồi. Đây, tôi sẽ quay cho quý vị và bạn cùng xem. Đây là cái cốp điện rồi. Xe đã được trang bị cốp điện rồi. Và cái phần quan trọng nhất mà tôi muốn giới thiệu cho quý vị các bạn cùng xem đây ạ. Tất cả các ốc này, các keo chỉ,
ốc rồi keo chỉ từ cái cốp này. Tất cả là nó còn nguyên bản hết ạ. Ốc keo chỉ này, của cái cốp này còn nguyên bản hết. Gioăng cũng còn rất là mới ạ. Điều này là chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa va chạm gì đâu. Tất cả còn rất là còn nguyên bản đấy. Và cái phần đằng sau này, nó là cái phân khúc xe sang rồi, cho nên là gần như là chủ của những chiếc xe này là đều có ý thức giữ gìn rất là cẩn thận đấy. Tất cả còn rất là mới, rất là đẹp đấy. Đây là cái phần lớp sơ cua của chiếc xe đấy. Tất cả còn rất là mới, từ những cái phần thảm nỉ này, tất cả này còn rất là mới, rất là đẹp. Vì chủ xe đi rất là giữ gìn. Đây là cái phần trần của xe, tôi quay cho quý vị các bạn cùng xem, cùng biết đây. Cái phần trần nó là cái trần màu kem này, phải đi là rất là giữ gìn, cẩn thận được như thế thì nó mới được đẹp như thế này ạ, chứ không là nó bẩn lắm đấy. Màu này là rất là sáng xe, nhưng mà lại yêu cầu chủ xe phải giữ gìn, cẩn thận. Chiếc táp bi cửa sau, bên phụ, tôi quay chi tiết đấy ạ. Tất cả cũng còn nguyên bản hết ạ, chưa có dấu hiệu của sự đâm đụng hay là va chạm gì đâu. Tất cả còn nguyên bản hết ạ. Táp bi thì rất là đẹp ạ. Tất cả còn rất là mới, rất là đẹp. Chủ xe cũng đã lắp thêm bộ lót sàn 5D hai lớp đấy ạ. Nhìn rất là sang trọng và sạch sẽ, đẹp đấy ạ. Đây là chiếc táp bi cửa trước bên phụ. Tất cả keo chỉ cũng còn nguyên bản hết ạ. Và cái ghế bên phụ thì cũng đã là ghế chỉnh điện và được tích hợp lên cái táp bi cửa này đấy ạ. Đây là tất cả này. Cũng nhớ ghế 3 vị trí. Ghế lái, ghế phụ đều ghế điện và nhớ ghế 3 vị trí. Và điều chỉnh kể cả cái nút tựa gối này cũng là chỉnh điện hết ạ. Tất cả còn rất là mới, rất là đẹp ạ. Đúng là một chiếc xe Mercedes ở cái phân khúc dòng xe sang có khác. Tất cả nhìn nó rất là sang trọng và đẹp đẽ và rất là sạch sẽ. Những cái người mà sử dụng những dòng xe sang này thì thực ra cũng đều là những người lịch sự và rất là kỹ tính, cho nên là người ta mới giữ gìn được những chiếc xe nó đẹp, sạch sẽ, đẹp đẽ như thế này đấy. Sau đây thì tôi sẽ quay và giới thiệu cho quý vị và các bạn xem qua về cái phần táp lô của xe. Đầu tiên là đồng hồ của xe đây, nãy tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn cùng xem rồi. Đồng hồ của chiếc xe này chạy được 76 km ạ. Và cái đồng hồ của xe Mercedes này thì quý vị và các bạn cũng biết rồi đấy, dòng xe Mercedes này thì cũng ít người tua. Tua thì tua được thôi, nhưng mà không ai tua làm gì cả, vì là chích chiếc các thứ ra hết ạ. Không ai tua cái đồng hồ này làm gì cả, vì dòng xe Mercedes này rất là dễ chích thôi ạ. Và vô lăng thì cũng là vô lăng bọc da cao cấp và còn nguyên bản, chưa có làm lại đâu, tất cả còn nguyên bản. Tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng này. Và đặc biệt của cái dòng Mercedes GLK220 này thì là cái cần số của nó đây ạ. Cần số cũng được tích hợp ở trên cái vô lăng này, tức là gảy số ở trên vô lăng chứ không có cần số ở bên dưới đâu ạ. Và chủ xe cũng đã lắp thêm lên cái đầu này, à cái màn hình này là màn hình Android đấy ạ. Màn hình Android. Và bên dưới này là cái đầu này, là đầu của nó là nguyên bản của xe, thì đầu DVD, đầu DVD, radio, các thứ là nó ở phần nguyên bản của xe này. Chủ xe độ lên cái phần điều hòa cũng đã được trang bị là điều hòa tự động hai vùng độc lập đấy. Điều hòa tự động hai vùng độc lập. Tất cả cái táp lô này còn rất là mới, rất là đều, sạch sẽ. Đúng là xe sang có khác, ngồi lên mùi thơm là một, mấy thứ hai nữa là nó đã nhìn vào cái thiết kế đã toát lên cái vẻ sang trọng và lịch sự của xe rồi. Mở cánh cửa ra chúng ta đã thấy được cái mùi nó thơm đặc trưng của cái dòng xe Mercedes, những cái dòng xe sang này. Mở cửa ra chúng ta đã thấy rất là thích, nó khác với những cái dòng xe bình thường khác. Và đặc biệt là Mercedes cũng đã trang bị cho chiếc GLK này là cái cửa gió cho hàng ghế ngồi phía sau. Đây tôi đang ngồi ở hàng ghế phía sau đây, nếu như nổ máy lên cái là đã mát luôn. Một số dòng xe là không có cửa gió cho hàng ghế sau này, cho nên ngồi lên là phải chờ bên trên nó mát xong rồi bên dưới mới mát. Bây giờ thì những cái xe này thì đã có cửa gió cho hàng ghế sau, cho nên là mát luôn. Đấy, tất cả còn rất là mới, rất là đẹp đẽ.
Nếu như quý vị và các bạn quan tâm đến chiếc xe Mercedes GLK 220/2013 này thì xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là hơn 800 triệu đồng thôi, chỉ hơn 800 triệu đồng một tí thôi là quý vị và các bạn đã được sở hữu ngay một chiếc xe sang này đấy ạ. Bây giờ thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn đi tìm hiểu về cái phần động cơ của chiếc xe, cái phần quan trọng của chiếc xe đấy ạ, để quý vị và các bạn xem là chiếc xe này nó còn đẹp hay xấu hay là chất như thế nào đấy ạ. Tất cả, nhưng mà phần đầu tiên là chúng tôi cũng muốn cho quý vị và các bạn đi xem qua về cái phần ốc đã. Ốc cabo, đây, cái phần ốc cabo tất cả nó còn nguyên bản hết ạ. Keo chỉ còn nguyên bản, ốc cabo này, keo chỉ, tất cả keo chỉ nó còn nguyên bản, nó còn được đẹp như thế này. Thì điều này là chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa bị va chạm gì cả, nó mới còn được nguyên bản như thế này ạ. Và tất cả còn rất là đẹp ạ. Thưa với quý vị và các bạn, ở những cái dòng xe Merc này nó có rất nhiều cảm biến và cái hệ thống phần điện của nó là tương đối là tốt, và nó cái hệ thống an toàn của nó rất là cao, nó hay cảnh báo, cho nên là chúng tôi cũng không có dọn dẹp gì máy móc đâu. Tất cả máy móc là chúng tôi phải để yên, chứ vì bây giờ dọn dẹp chẳng biết đâu đem ra cho thợ dọn dẹp, thợ lấy nước rửa vào cái động cơ này thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái động cơ, không khéo lại có khi lại còn báo lỗi, cho nên là chúng tôi không dọn dẹp gì đâu. Tất cả máy móc nó còn nguyên bản hết và chúng tôi cam kết là máy móc nguyên bản, không đâm đụng, không ngập nước, tất cả còn nguyên bản hết à. Đây, tôi sẽ quay chi tiết cho quý vị và các bạn cùng xem. Và chúng tôi cũng khuyến khích quý vị và các bạn, nếu như quan tâm đến chiếc xe này thì mời quý vị và các bạn đến tận nơi để xem và đến tận nơi để lái thử chiếc xe này. Mời quý vị và các bạn qua địa chỉ ở cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Mercedes GLK 220/2013 này ạ. Chúng tôi cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Các bạn ơi, thời tiết bây giờ đã bước sang mùa hè rồi, rất là nắng nóng. Với thời tiết đang nắng nóng như thế này mà anh em chúng tôi lại suốt ngày phải làm việc ở ngoài trời thì quả rất là nắng nóng và vất vả. Quý vị và các bạn, nếu như muốn ủng hộ anh em chúng tôi thì quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để động viên cho tinh thần anh em chúng tôi làm việc nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. Thank you.